Thế em thì bây giờ mình sẽ nói về cái file input stream, là một cái class con của input stream, là để khởi tạo ra cái luồng đọc vào theo kiểu byte. Đấy, giống với file output stream. Thì video trước thì mình đã in ra cái file FES, cái Java Programming này. Thì bây giờ mình trong video này mình sẽ sử dụng luồng FES để đọc lại cái file Learn Java Programming này vào cái chương trình sử dụng luồng vào file input stream vào byte. Thì mình sẽ sửa lại một chút ở đây. Sửa file input stream này. Tên FES input stream. Ok. Thì bây giờ thì mình sẽ thử chấm nhá. Thì nó có ba cái phương thức này mà cần để ý này. Read này là mình đọc vào một cái byte từ cái input stream. Read có tham số là byte thì mảng một mảng B là mình đọc vào, như là trong mình sẽ có một cái mảng B ở trong chương trình ấy, trong trong phần main ấy, thì mình sẽ đọc vào từ từ cái file ở ngoài ấy, một cái mảng đúng cái mảng số lượng phần tử bằng đúng cái mảng B này, và đọc vào cái mảng này, và nó trả về, và cái hàm này cũng trả về một cái kiểu int là đây, tổng số lượng số các byte mà đọc vào. Còn nếu mà ấy, nó mà hết các phần tử rồi ấy, phần tử trong file ấy, thì nó sẽ trả về âm 1. Cái này cũng thế, cái này cũng sẽ trả về âm 1 nếu mà đọc hết các phần tử rồi. Thì cái thứ ba là một cái, nó cũng giống với cái write kia thôi. Đọc vào một bảng vị trí bắt đầu số phần tử cần đọc. Đấy, như vậy thì mình cũng có một cái mảng byte này thôi. Mình cho vào đây đi. À, quên, mình nói thêm một phương thức nữa là available, là nó sẽ trả về số lượng byte mà có thể đọc được ấy, ở trong trong file, trong luồng. Đây thì ví dụ như trong cái file này thì nó có một cái nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22. Mình 22 cái số cái byte. Đấy, mình thử in ra nhé. In ra cái available ấy. Được. Thì nó ra đúng 22 cái byte. Đấy. Cái này có thể dùng cái phương thức này có thể kiểm tra được số lượng phần tử trong file. Ok, vậy là mình sẽ thử. Đầu tiên là mình thử phương với phương thức read không nhé, không tham số nhé. Thì nó sẽ đọc vào. Nhờ, mình sẽ đấy, thì nó sẽ ra 76. 76 là gì? 76 là cái số thứ tự của, là cái số cái dạng thập phân của cái chữ L trong bảng mã ASCII. Đấy, thì bây giờ mình muốn in ra chữ L thì mình phải có K này. Cái ép kiểu thăng K thì nó sẽ ra chữ L to. Đấy, và bây giờ mình muốn đọc vào cả cái Java Programming đấy thì mình sẽ dùng một cái vòng lặp. Đây, vòng lặp như nào thì đây. Cái gợi ý này nó cứ gợi ý là fit này. Chấm read này. Khi nào ấy mà đọc mà nó khác âm 1 ấy, thì mình cũng đọc tiếp, nghĩa là như là đọc hết ấy. Int x à. Thì có phải là mình sẽ
mình sẽ in ra x không, mình sẽ tạo một cái biến x nhá, sau đó mình sẽ đọc vào cái biến x đấy. Nếu mà cái biến x đấy mà nó vẫn còn khác bằng âm 1 ấy, nghĩa là cái file này vẫn chưa hết ấy, thì in ra. Đây, mình từ sửa này thành print thôi. Đấy, chúng ta được lên Java Programming rồi. Đấy là phương thức thứ nhất nhá. Hai là chúng ta có thể đây, tạo ra một cái mảng by v. Bằng new by, chúng ta không biết là có bao nhiêu phần tử trong mảng, nghĩa là cho không biết có bao nhiêu phần tử trong file không, thì mình sẽ dùng cái phương thức fit.available này. Đấy, thì mình sẽ tạo ra một cái mảng mà bằng đúng cái số phần tử ở trong cái file đấy, xong mình sẽ đọc vào cái mảng này, fit.read này. Đấy, đọc vào cái mảng B này thôi, fit.read đúng không? Sau rồi mình đây, cái này cái fit.read này nó sẽ đây, mình sẽ in ra cái B này thôi. String str bằng new, mình sẽ truyền vào cái mảng B đấy, thì vào cái mảng B này mình add out ra cái string này. Mình sẽ ra vẫn ra lên Java Programming thôi. Đấy là cách thứ hai. Cái read này cũng có ví dụ như ba tham số ấy, thì mình muốn đọc chữ Java thôi thì là như này. Java mới là số từ mấy nhỉ? 0 1 2 3 4 5 6. 6 ấy. Số lượng chữ cần đọc là 4 này. Thì nó in ra chữ Java thôi. Ừ. Ok, cái này là cái này nó khác các bạn ơi, là nó sẽ đọc vào vị trí thứ 6 của cái B này, của cái mảng B này, và đọc vào bao nhiêu cái thì đọc vào bốn bốn chữ ấy đúng không, thì nó sẽ đọc vào cái chữ lia này, nó sẽ đọc bắt đầu từ đọc đọc vào cái mảng B này, bắt đầu từ vị trí thứ 6 của cái mảng B này. Đây, mình thử in ra các bạn xem nhé. Get out, ví dụ như là k b 6 nhé, đây như này for int bằng 6 y nhỏ hơn 11 đi, y cộng cộng out ra cái của cái mặt này, cái này để chứng minh này, đấy nó sẽ ra ba chữ này, bốn chữ này, đấy thì đấy là mấy cái phương thức của read nữa, của cái file bootstream.